Lisa Minor, mẹ đẻ vũ khí hạt nhân và cái kết buồn vì không được công nhận. Ai cũng biết giải Nobel là giải thưởng lớn nhất, danh giá nhất trong các giải thưởng được lập ra để tôn vinh những đóng góp của con người vì sự tiến bộ nhân loại. Nhưng sự thật là xung quanh giải Nobel vẫn có những câu chuyện gây tranh cãi, thậm chí có cả thiếu sót. Một trong những thiếu sót ấy đã xảy ra vào năm 1944, khi Hội đồng trao giải Nobel quyết định trao giải Nobel hóa học cho Otto Hahn với công trình phát hiện sự phân rã hạt nhân, mà lại không ghi nhận công lao của Lisa Minor, nhà khoa học nữ đã cộng tác với Otto Hahn trong suốt quá trình phát hiện này và cũng là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ phân hạch. Nền tảng gia đình vững chắc. Lisa Minor sinh ngày 7 tháng 11 năm 1878, có tài liệu ghi là 17 tháng 11 năm 1878 tại Viên, nước Áo, là con thứ ba trong một gia đình Do Thái trung lưu, phóng khoáng, được giáo dục tốt nhất thời ấy. Cha của Lisa Minor là một luật sư. Về căn bản, họ là người Áo và luôn cảm thấy tự hào khi có được di sản văn hóa phong phú mà đất nước Áo đã mang lại. Lisa Minor sống trong tinh thần học tập và nghệ thuật từ bé. Chị gái của Minor là một thần đồng âm nhạc, sau này trở thành nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm. Bản thân Lisa Minor cũng yêu âm nhạc, nhưng niềm yêu thích của bà đối với toán học và vật lý học lớn hơn. Nó bắt đầu ngay khi bà lên 8 tuổi. Do đó, mặc dù chương trình học vấn phổ thông của Lisa Minor dừng lại ở tuổi 14, giống như mọi người con gái khác, nhưng bà đã nhắm tới mục tiêu học đại học. Bà đọc nhiều, gia đình bảo rằng lúc nào bà cũng mang theo một quyển sách bên người. Bởi vì những hạn chế và định kiến của nền giáo dục nước Áo thời bấy giờ đối với phụ nữ, Minor không được phép theo học các trường đại học công lập. Tuy nhiên, gia đình vẫn cố gắng để bà theo học một trường tư nhân. Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục vào năm 1901, Lisa Minor tiếp tục học cao học ở Đại học Viên. Lấy cảm hứng từ giáo viên của mình, nhà khoa học Ludwig Boltzmann, bà đã nghiên cứu sâu về vật lý, đặc biệt là hiện tượng phóng xạ. Lisa Minor đã trở thành người phụ nữ thứ hai nhận bằng tiến sĩ tại trường đại học này vào năm 1905. Những nghiên cứu vật lý đầu tiên. Năm 1907, Minor chuyển đến sống ở Berlin, nước Đức để tiếp tục công việc nghiên cứu. Tại đây, bà vinh dự là người phụ nữ đầu tiên được nhà khoa học nổi tiếng Max Planck đồng ý cho dự buổi thuyết giảng của ông. Không lâu sau, Minor trở thành trợ lý cho Planck tại Đại học Humboldt Berlin. Trong thời gian này, Minor hợp tác với nhà hóa học Otto Hahn và họ cùng nhau phát hiện đồng vị phóng xạ mới của nguyên tố actinium vào năm 1908. Năm 1909, Minor đã trình bày hai bài báo về bức xạ beta. Tháng 10 năm 1912, bà và Otto Hahn chuyển tới làm việc tại Viện Hóa học Kaiser Wilhelm ở Berlin và sát cánh bên nhau trong các công trình nghiên cứu quan trọng. Năm 1917, họ lần đầu tiên phân lập được đồng vị protactinium 231. Thành tựu này đã giúp cả hai nhận được huy chương Leibniz của Viện Hàn lâm Khoa học Berlin. Một số công trình nghiên cứu nổi bật khác của họ có thể kể đến như hiện tượng phân rã phóng xạ beta và đồng phân hạt nhân. Hai nhà khoa học luôn sát cánh bên nhau trong các nghiên cứu quan trọng 30 năm sau đó. Cho đến năm 1937, họ đã phát hiện ra ít nhất là 9 nguyên tố có tính phóng xạ khác nhau. Trong thời gian Lisa Minor sống và làm việc ở Stockholm, họ vẫn ấp ủ những dự định hợp tác nghiên cứu. Năm 1923, Minor phát hiện quá trình chuyển đổi không bức xạ, nhưng đáng tiếc là khám phá của bà không được mọi người công nhận. Ngày nay chúng ta biết đến nó với tên gọi hiệu ứng Auger. Sau khi nhà nghiên cứu người Pháp là Pierre-Victor Auger đã phát hiện ra nó một cách độc lập 2 năm sau đó. Đến thập niên 1930, Fritz Strassmann gia nhập nhóm nghiên cứu của Minor và Hahn tại Viện Hóa học Kaiser Wilhelm. Ba nhà khoa học đã điều tra các sản phẩm bắn phá uranium bằng neutron. Mẹ đẻ của bom nguyên tử. Trong 8 năm đầu tồn tại của chính quyền phát xít, Minor được bảo vệ bởi tư cách là công dân Áo. Điều đó đã thay đổi khi Đảng Quốc xã lên nắm chính quyền Áo vào năm 1938. Lúc ấy, mặc dù đã cải đạo sang Tin Lành trước đó 30 năm, nhưng bà vẫn là đối tượng của chính sách kiềm hãm Do Thái của chính quyền phát xít. Minor thậm chí còn bị tước hộ chiếu khiến cho việc sắp xếp trốn chạy ra nước ngoài đặc biệt khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của một người đồng nghiệp đã đút lót cho một viên sĩ quan biên giới, bà đến được Hà Lan. Và nhờ món quà của Hahn là một chiếc vòng kim cương, bà có thể không phải lo lắng về mặt tài chính trong vài tháng.
Không lâu trước khi phát xít Đức thâu tóm quốc gia này, bà đã chuyển đến Stockholm, Thụy Điển. Tại đó, Meiner làm việc trong phòng thí nghiệm của Manne Sigban ở Stockholm. Nhưng dường như bà không được mọi người chào đón. Nguyên nhân là do thời kỳ đó, người ta không ủng hộ phụ nữ làm khoa học. Tác giả Ruth Lewin-Sime viết trong cuốn sách Lisa Meiner, A Life in Physics. Meiner không được tham gia nhóm nghiên cứu của Sigban, cũng không được cung cấp các điều kiện để lập nhóm nghiên cứu riêng. Meiner có thể sử dụng phòng thí nghiệm, nhưng không có cộng tác viên, thiết bị hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Ngày 13 tháng 11 năm 1938, Meiner bí mật gặp lại người bạn thân thiết là Otto Hahn ở Copenhagen, Đan Mạch. Bà đề nghị Hahn và Strassmann thực hiện các thử nghiệm tiếp theo nhằm xác định chính xác sản phẩm tạo ra khi bắn phá uranium bằng neutron, thứ mà họ nghi ngờ là radium. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nguyên tử uranium bị phân tách thành barium thay vì là radium. Họ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Naturwissenschaften vào ngày 6 tháng 1 năm 1939. Cùng lúc đó, Meiner tham gia nhóm nghiên cứu của cháu trai Otto Frisch. Đến tháng 1 năm 1939, bà lần đầu tiên đưa ra thuật ngữ phân hạch fission khi đề cập đến hiện tượng một nguyên tử uranium bị phân tách và tạo ra năng lượng. Bà giải thích chi tiết về phản ứng phân hạch hạt nhân trong một bài báo được xuất bản trên tạp chí Nature vào ngày 11 tháng 2 năm 1939. Frisch đã viết về người dì của mình rằng Boltzmann đã cho Meiner tầm nhìn vật lý như một cuộc chiến cho sự thật tối thượng, một tầm nhìn không bao giờ đánh mất. Quá trình phân tách hạt nhân uranium không chỉ giải phóng năng lượng mà còn sinh ra neutron mới. Bên cạnh đó, những neutron này tiếp tục tạo nên sự phân hạch các hạt nhân uranium khác, từ đó hình thành một phản ứng dây chuyền tự duy trì, giải phóng một nguồn năng lượng vô cùng lớn theo cấp số nhân. Ronald K. Smesser, người phụ trách triển lãm của câu lạc bộ Grolier của Mỹ về những phụ nữ phi thường trong khoa học, cho biết khi bài báo này xuất hiện, tất cả nhà vật lý hàng đầu tại thời điểm đó ngay lập tức nhận ra đây là một nguồn năng lượng hủy diệt lớn. Và trên thực tế thì bài báo đã có tác động không nhỏ đến các nhà vật lý hàng đầu, chẳng hạn như là Albert Einstein. Ông viết một lá thư cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt nhằm cảnh báo về tiềm năng hủy diệt của loại vũ khí sử dụng phản ứng phân hạch. Nỗ lực này cuối cùng đã dẫn đến việc Mỹ thành lập dự án Manhattan. Meiner từ chối lời đề nghị tham gia dự án này để nghiên cứu phát triển bom nguyên tử. Nhưng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, bà vẫn được mệnh danh là mẹ của bom nguyên tử, mặc dù bà không liên quan gì đến việc chế tạo bom. Cái kết buồn của nhà khoa học tài ba. Mặc dù có công lớn nhưng Meiner không được ghi tên trong công trình về hiện tượng phân rã hạt nhân nổi tiếng. Chỉ có hai người cộng sự là Fritz Strassmann và Otto Hahn được công nhận. Và với việc trực tiếp công bố kết quả nghiên cứu, Otto Hahn đã được lịch sử ghi nhận bằng giấy trắng mực đen, là người đầu tiên khám phá ra hiện tượng này. Nhờ đó, ông lập tức trở nên nổi tiếng và năm 1944 đã được trao tặng giải Nobel hóa học. Lisa Meiner không hề được hội đồng trao giải Nobel nhắc tới, đơn giản vì công trình khám phá do Otto Hahn công bố hầu như không nhắc gì đến đóng góp của bà. Thậm chí trong suốt gần 1/4 thế kỷ sau đó, Otto Hahn đã cố chứng minh rằng tất cả mọi kết quả khám phá là của riêng ông và định tặng người cộng sự còn lại là Strassmann 10% tiền của giải thưởng. Nhưng Strassmann khẳng khái từ chối. Strassmann sau đó đã viết thư cho Meiner để mời bà trở lại Đức, nhưng Meiner đã từ chối. Meiner quyết định dẹp bỏ nỗi buồn, bà rời khỏi Stockholm để sang Anh sống những năm cuối đời một cách ẩn nhật, cô đơn, suốt ngày chỉ lục lọi sách ở các hiệu sách. Bà mất vào tháng 11 năm 1968 trong sự lặng lẽ không mấy ai biết tới. Trong những năm 1970, các học giả nữ trên thế giới đã lên tiếng đòi lấy lại vinh quang cho Meiner. Năm 1982, lịch sử khoa học dường như hối hận và muốn sửa chữa lỗi lầm bằng cách lấy tên bà để đặt cho nguyên tố thứ 109 trong bảng tuần hoàn Mendeleev, nguyên tố Magnerium. Ngày nay, nhiều người coi Lisa Meiner là nhà khoa học nữ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Meiner thường được so sánh với một nhà khoa học nữ nổi tiếng khác là Marie Curie. Những nỗ lực vì một thế giới không vũ khí hạt nhân. Khám phá của Meiner về sự phân rã hạt nhân đã dẫn tới thành công của dự án Manhattan danh tiếng. Và sau đó là hai quả bom nguyên tử đã trút xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật năm 1945.
Vụ việc đã khiến cho hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu chịu di chứng còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. 75 năm đã trôi qua, kể từ sau nỗi đau mang tên Hiroshima và Nagasaki, cộng đồng quốc tế vẫn không ngừng nỗ lực để giải trừ quân Mỹ nói chung và vũ khí hạt nhân nói riêng, để một thảm kịch tương tự không bao giờ tái diễn trên trái đất này. Những thành quả đạt được không hề nhỏ, một loạt các hiệp định quốc tế đã được ký kết, tiêu biểu là Hiệp ước về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là Hiệp ước NPT, ký năm 1968 và hiện có tới 190 quốc gia tham gia. Hiệp ước về hạn chế tên lửa đạn đạo giữa Mỹ và Liên Xô năm 1972, ABM. Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giữa Mỹ và Nga, START 1, ký năm 1990 và START mới ký năm 2010. Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, CTBT, ký năm 1995. Số lượng các quốc gia sở hữu loại vũ khí khủng khiếp này cũng dừng lại ở con số rất hạn chế. Quan trọng hơn cả, hiện nay phổ biến vũ khí hạt nhân được coi là một trong những nguy cơ có tính toàn cầu trong nhận thức của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực này rõ ràng là chưa đủ để hóa giải nỗi lo Hiroshima, Nagasaki. Ngày càng có nhiều quốc gia coi vũ khí hạt nhân như một phần của chiến lược chiến tranh, chứ không chỉ đơn thuần là biện pháp tự vệ hay răn đe. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều hiệp ước về cắt giảm vũ khí hạt nhân đang bị đe dọa phá bỏ, khiến những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong nhiều thập niên qua đang có nguy cơ bị đổ sông đổ biển. Trước tiên là sự kiện Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA được Iran ký kết với các cường quốc thế giới năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran từ tháng 5 năm 2018. Điều này dẫn đến việc Iran hồi tháng 4 2019 đã cảnh báo có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước NPT. Mới đây, ngày 20 tháng 1 năm 2020, Iran thông báo sẽ xem xét rút khỏi NPT nếu tranh chấp liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia này bị đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày 2 tháng 8 năm 2019, Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF được Mỹ và Liên Xô ký ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 1988. Ngay sau khi Mỹ rút khỏi INF, Nga cũng đã thông báo chính thức chấm dứt hiệp ước này. INF đã đổ vỡ và tạo ra một điểm nóng bất ổn mới với hậu quả khó kiểm soát. Bởi khi mọi vấn đề liên quan đến hạt nhân đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thì tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, START mới, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, NPT, hay Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, CTBT, đều trở nên bấp bênh. Nếu các cường quốc hạt nhân không nghiêm túc trong vấn đề giải trừ quân Mỹ, thì ước mơ về một thế giới không vũ khí hạt nhân sẽ vẫn xa vời. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên bấm nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!